như sinh ra thêm một lần nữa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, con mới được sống thực sự đúng nghĩa với danh từ người Phật tử. Đó là cách đây một năm, khi tham dự khóa tu một ngày an lạc tại chùa Giác Ngộ, dưới sự hướng dẫn của sư phụ Thầy Thích Nhật Từ và quý tăng đoàn của chùa. Trải nghiệm qua khóa tu này, lần đầu tiên con dành thời gian hàng giờ đồng hồ để tu học theo đúng ý nghĩa là tưởng niệm ân đức và học hỏi theo hạnh nguyện của chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng. Con xin sám hối, bởi vì trước đây, thật sự là con chỉ xem Đức Phật, xem chư Bồ Tát giống như là hình tượng những vị thần linh để mình lễ bái, rồi mình cầu xin cái này cái kia. Con xem kinh kệ giống như là những tờ giấy cầu bình an, và xem chư Tăng giống như chỉ là những vị thầy tụng mà thôi. Con thật sự xin sám hối cho sự mê muội tà kiến này của mình. Cho nên, vào chính cái ngày mà con tham gia khóa tu ngày an lạc hôm đó, con mới dở lẽ ra, giống như một người cứ chìm trong giấc ngủ lâu dài, nay vừa được bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị vậy. Con hiểu ra là, thì ra là bấy lâu nay, mình đã nhìn nhận đạo Phật sai cách rồi, mình đã cư xử sai cách, và cái tuyên bố danh xưng mình là Phật tử cũng sai cách. Từ hôm đó, con bắt đầu thỉnh kinh sách về nhà để tự đọc, nghe giảng pháp qua trang của chùa và của quý thầy cô, đồng thời đến chùa tham dự thời khóa sám hối, nghe thuyết giảng, tham dự các lớp giáo lý Phật pháp từ cơ bản đến nâng cao của chùa. Và nhờ vậy, dần dần mới có được một Phật tử nhuận an như ngày hôm nay. Không quá lời khi nói là tất cả sự chuyển hóa này mà con có được là nhờ vào công đức của Thầy Nhật Từ và quý thầy tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Đầu tiên nhất, chùa thường xuyên tổ chức các khóa tu và các lớp giáo lý để tạo điều kiện cho bất kỳ ai có nhu cầu tìm hiểu và tu học theo đúng phương pháp và lời dạy mà Đức Phật để lại cho thế gian một cách đơn giản, gần gũi, dễ hiểu và có chánh kiến. Ví dụ như khóa tu xuất gia giao duyên, khóa tu búp sen từ bi, khóa thiền tứ niệm xứ, lớp giáo lý hôn nhân, lớp bát chánh đạo, lớp kinh Trung Bộ, vân vân. Thứ hai là các lớp dạy văn hóa, kỹ năng, ngoại ngữ được tổ chức ở chùa cũng rất là đa dạng, hữu ích và hoàn toàn miễn phí. Ví dụ như lớp tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh luyện thi IELTS, tiếng Anh Phật Pháp, tiếng Hoa, lớp cắm hoa, lớp thư pháp, lớp yoga, rất là nhiều, mở ra cho mọi đối tượng, bất cứ ai cần và quan tâm thì cứ việc đến học. Chùa không thu bất kỳ chi phí nào, chỉ nhằm mục đích phục vụ dân sinh và giao duyên cho bá tánh đến chùa, gần gũi kết duyên với Tam Bảo và nhận các giá trị kiến thức cần thiết. Thứ ba là các hoạt động thiện nguyện, phát quà, cứu trợ, hiến máu nhân đạo, đăng ký hiến tặng mô tạng, hiến xác sau khi qua đời, phối hợp cùng với các đơn vị uy tín và bệnh viện lớn, cũng giúp ích cho xã hội rất nhiều, lại tạo điều kiện cho Phật tử, mạnh thường quân được làm các việc thiện, tăng trưởng phước báo, hành bố thí và gieo trồng tâm từ bi. Thứ tư là hoạt động ấn tống kinh sách và máy nghe pháp thoại nhằm phục vụ cho nhiều đối tượng, nhiều vùng miền, nhất là những nơi khó khăn, xa xôi nhất cũng được trợ duyên để nghe pháp. Đội ngũ văn phòng ấn tống cũng rất là nhiệt tình và chu đáo, tư vấn và hỗ trợ hết lòng, gửi chuyển phát đến tận nơi người cần để giúp lan truyền chánh pháp, nhắc nhở và gieo trồng các nhân duyên, hạt giống bồ đề đến muôn nơi. Trên đây là 4 trong rất nhiều công đức mà Thầy Nhật Từ đã đem đến cho hàng Phật tử chúng con. Trong vòng xoáy luân hồi này, để có được thân người, có được lục căn đầy đủ, được nghe Phật Pháp, đó là những phước báo vô cùng lớn. Vậy mà nhờ có Thầy, chùa Giác Ngộ và quý Tăng Ni, nên chúng con càng có được đầy đủ thiện duyên để học, hiểu và hành pháp. Quả thực đó là hạnh phúc, thật là tốt lành biết bao. Đó là chưa kể đến công đức khác của Thầy như việc biên soạn, biên dịch các quyển kinh sách, nghi thức quan trọng thành bản thuần Việt, dễ hiểu cho người Việt chúng ta. Đó là chưa kể đến công đức của Thầy trong việc kêu gọi xây chùa,
tạo lập đạo tràng tu học cho Phật tử tại Việt Nam và nước ngoài. Đó là chưa kể đến công đức thuyết pháp, truyền dạy Phật pháp của Thầy thông qua nhiều phương tiện trực tiếp có, trực tuyến cũng có, để đến được với nhiều hơn tầng lớp trong xã hội, được tiếp cận dễ dàng. Đó là chưa kể đến các thiện pháp mà Quỹ Đạo Phật ngày nay do Thầy sáng lập và duy trì đã đem đến cho xã hội biết bao nhiêu là lợi ích. Sau tất cả, với những gì Thầy đã làm cho Đạo Pháp, chúng con thật sự cảm niệm ơn đức của Thầy. Chúng con nguyện tiếp nối Thầy để học Phật Pháp cho thật kỹ, hiểu cho thật rõ, hành cho thật sâu, cùng nhau gieo trồng thiện pháp, giúp ích cho người, cho đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Pháp Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Phật tử Đinh Thị Hoàng Oanh, pháp danh Nhuận An, học viên lớp Bát Chánh Đạo Chùa Giác Ngộ, nhân viên kinh doanh, sống tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.